nhà thơ Phong Việt, MC ca sĩ Gieo Lên. Hôm nay thì có một vị giám khảo mới lần đầu tiên đến chúng ta trong chương trình SC 2020 giữa trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đó là ca sĩ Gieo Lên. I'm on notice, hoping that you don't run. Đây là cảm ơn chú Giang Bạc. Xin phép là lời đầu tiên chắc cho Gil xin được gửi lời chào đến quý ban giám hiệu nhà trường và tất cả các anh chị, cô chú, các anh giám khảo quyền lực của chúng ta ngày hôm nay. Và xin chào tất cả các bạn sinh viên SV 2020. Gil rất là vui khi có mặt ở đây ngày hôm nay. Quan trọng hơn hết là lúc nào mà được gặp gỡ và ở gần các bạn sinh viên, luôn luôn cảm nhận được một cái là nhiệt huyết. Mọi người quá máu lửa và quá tuyệt vời. Bạn chơi lớn lắm, vừa đập có 1 con, các bạn đập 4 con. Mà anh, giờ này bài tập à. Công nghiệp tôi đến đây, FB ơi, công nghiệp đã sẵn sàng. Chúc cảm ơn anh Ngô Minh Hải. Tuy nhiên đội nào cũng dễ thương hết, nhưng mà sở thích của Gil thì chắc là Gil sẽ thiên về đội công nghiệp ạ. Công nghiệp đã sẵn sàng và bây giờ thì Gil lấy vốn nha mọi người ơi. Áp lực quá mọi người ơi. Và đây đó chính là hình ảnh và hành động mà Gil hy vọng sẽ thấy được trong phần thi của hai trường chúng ta ngày hôm nay ạ. 140 doanh nghiệp đồng hành. Ai xe anh kia em thân lạ. Thời gian thấm thoa, thôi đằng nào rồi cũng sẽ bị. Từ sáng tạo, đón đầu xu thế, nhưng không có nhiều vốn. Lũ lụt như bây giờ. Các bạn giữ được một cái sự liên kết với lời chào của mình qua hình ảnh ông trời. Trời ơi! Ai kêu tao đó? Các bạn đã sử dụng được cái hình ảnh con heo đất mà lúc đầu Ghi đưa ra rất là tốt. Nó có một sự liên kết với phần thi của mình. Và các bạn chơi lớn lắm. Ghi đập có 1 con, các bạn đập 4 con. Dạ. Tại sao? Các bạn chơi lớn lắm. Ghi đập có 1 con, các bạn đập 4 con. Dạ. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Đối với Gil thì nãy giờ coi cảm giác như không phải thi luôn á, mà giống như là một cái tiết mục mà các bạn trình diễn. Mọi người làm rất là tốt về phần giống như Gil nói là giống như có thể các bạn rút kinh nghiệm, hoặc là đây là cái khả năng của các bạn là mọi người thoại rất là rõ. Và quan trọng hơn hết về nội dung và thông điệp thì giống như các anh chị cô chú đã nói thì mọi người làm cho mọi thứ rất là đơn giản, dễ thương. Và quan trọng hơn hết khi thấy được cái năng lượng tích cực của mọi người và luôn tin là mình có thể thành công. Tiết mục vừa rồi dễ thương xỉu úp xỉu đau luôn á. 9,5. Và Gil xin phép được đọc số điểm của hai trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đạt được 59 điểm, xin chúc mừng. Và tổng số điểm của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn đã đạt được 65,5 điểm. Nhưng có một chữ nhưng. Mọi người đã quá giờ một phút, ban giám khảo đã quyết định trừ một điểm của mọi người, cho nên tổng số điểm còn lại là 64,5 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Xin mời anh tôi muốn ông Ngân Hàng. Vâng. Anh Phong Việt xin mời đầu tiên ạ. À, phải lập một cái kế hoạch rõ ràng thời gian hoặc cái phần thi vừa rồi của các bạn thì thực ra anh Việt cũng nói rất là kỹ rồi, nhưng mà Gil sẽ nói trước về hai bạn trường Đại học Bách khoa là Gil thích cái sự tự tin của các bạn, tự tin vào cái kiến thức của mình có. Đúng là hoặc là anh rất cực kỳ bản lĩnh và hiểu. Hơn thế nữa lại và thắc mắc này các bạn cũng đã đưa ra rồi chứ không phải là không. Chẳng qua là cái 8. Bây giờ sẽ là số điểm của cả hai đội. Số điểm của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh 60,5 điểm. Chúc mừng các bạn. Và tổng điểm của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là 61,5 điểm. Và như vậy sau hai phần thi thì một lần nữa xin chúc mừng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn đã giành một tấm vé vào chung kết khu vực miền Nam. Mời ca sĩ MC Gieo Lên cho bạn hưởng thức.